Em chào các bác nhé. Em là Thúy, chuyên cung cấp các mặt hàng hoa lan tại thành phố Nam Định. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 ạ. Địa chỉ vườn lan thì em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Và bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Toàn bộ đơn hàng đều không bao ship nhé. Phí ship đồng giá là 40.000 một thùng hàng. Đây là một loạt những cái hàng Thái nó vừa mới cập bến ở nhà em nhé. Quay lướt qua một số những mặt hàng cho bác. Xong rồi sau đó em sẽ đi vào báo giá chi tiết từng cái mã hàng một nhé. Mở đầu video em lại lên một số cái mã châu Thái ôm trụ nhé. Đây hôm nay em có tất cả là 15 mã. Mã hàng đánh tiếp theo từ C15 trở đi nhé. Đây em sẽ đi vào chi tiết từng mã một này. Cái C15 này của em này, trụ 2 cây nhá, 520k. Hàng này nó đều là cái hàng thuần bước sang năm thứ tư rồi nhá, cây trưởng thành hết rồi. Về bây giờ các bác chỉ việc treo lên chơi thôi. Hoặc là các bác thích trồng trong chậu thì các bác thả luôn cả cái cục lũa này vào trong chậu cho em được nhá. Đây này, mọi người có nhìn thấy cái nụ không ạ? Đây để em xoay kỹ hơn nhá. Đây này, cây này là cuống hoa cũ này. Cái hàng này thì hoa nó sẽ rải rác. Bắt đầu là từ tháng 10 đến tháng 2 âm nhá. C16 này, 2 cây này, 450. Hiện tại thì hàng của nhà em là cây nó đang có nụ và cây chưa có nụ nhá. Và thời gian từ lúc nụ đến lúc hoa thì nó rơi vào khoảng tầm 55 ngày. C17 này, 800k, trụ 3 cây. Châu Thái hoa sổ số nhá. Đây, như cây này, này nó đang có nụ này. Các bạn nhìn thấy cái đầu nụ nó lập thấp thoáng đấy ạ, 3 cây. 18 này, trụ này trụ 2 cây nhá, 500k. Đây này, con này con mít xếp này. Mà lá to nhá, to dày. Lá xếp cực kỳ đẹp luôn. 19 này, trụ 2 cây, 480. Cái trụ này của em thì lá nó hơi lỗ một chút nhá. Đây ví dụ như cái lá này này. Một lá này. Hai này, bị he. Ba cái vết lỗ nhá, cái lỗ này nó là do cái móc này. Cái móc của cây ấy, nó cọ vào thì nó xước thôi. Toàn bộ những cái vết này nó đều đã khô miệng hết rồi nhá. Số 20, 450k, trụ 2 cây. Trụ này trụ màu đỏ này, 2 cây, 450 nhá. Rồi. Đây ạ, con này thì nó hơi bị lỗ một chút này, bị mất một chút là tí đầu lá nhá, đây. Mất một chút này, tẹo tẹo teo thôi. 21 này. 21 nó là trụ 3 cây nhá. Trụ này của em 700k. Đây. Ba cây này thì nó xen kẽ nhá. Cây to và cây nhỏ nhá. Đây cây này, cây giáp lá chân nó bị cắt ngang đầu lá một chút này. 700k. Số 22. Trụ 2 cây này. 450 này. Cái mã cây này nó rất là đều cây nhá. Hai cây đều tăm tắp luôn này. Đây này, nụ này. Hai mươi ba này. Trụ này của em là trụ 3 cây này. 550 nhá. 550 trụ này. Màu đỏ sắc pháo này. Cây to cây nhỏ xen kẽ nhá. 24 này, cũng là trụ 3 cây, 600k. Cái cây nhỏ này, cây nhỏ này. Đây em quay đằng sau cho mọi người xem nhá. Siêu to luôn này. Đây là cái bản lá của nó này. Bản lá nhá. Đây. Nó phải xấp xỉ khoảng tầm 30cm cho em. Cái chiều dài lá ấy ạ, chiều dài lá nhá. Còn cái bản rộng của lá này. Em đo cái chiều rộng của lá này. Chiều rộng của lá thì nó cứ xấp xỉ từ 3 đến 4 ngón tay nhá. 25.
trụ hai cây này 480, trụ này hơi bị lỗ một chút này, bị cắt ngang cái đầu lá nhá, cái này là do quá trình vận chuyển nhá. Cây cực kỳ đẹp luôn, 480, 25. 26 này, trụ này trụ hai cây nhá, 530. Đây cái trụ này thì không bị lỗi ạ. Nụ này. Hai mươi bảy này, 550 này, trụ hai cây này. À mà em cũng quên không nói với mọi người, cái hàng này thì nó treo ở nhà em tính đến thời điểm này là bước sang tháng thứ tư nhá, bước sang tháng thứ tư rồi nhà các bác nhá, nên là nó có một thời gian khá là dài thuần tại khí hậu Việt Nam rồi nhá. 27 này, 550 hai cây, rồi siêu mướt luôn. 28 này, 780, trụ 3 cây nhá. 29, em xem một cái trụ này 650 này, trụ 3 cây này. Trụ này phải gọi là siêu đều luôn, siêu đều luôn ạ. Đây này, trụ này rất là đẹp luôn nhá, lá xếp vừa phải ạ. Đây, trông mới nhỏ vậy thôi nhưng mà nó đều có nụ hết rồi nhá. Sang trụ cuối cùng, trụ 30 này, trụ này thì nó hơi lỗ một chút, em thanh lý nhanh 370k nhá, trụ 2 cây. Con sắc pháo này. Cái màu này thì quá đẹp rồi. Đây các bác nhìn cho em này. Nụ nhá. Nụ đây này. Đấy. Nó trồi hẳn lên rồi nhá. Đây, cái dòng này nó là cái hàng Lorencia hay còn gọi là cái hàng kiểu bảo tiên này, chín cô tiên của nhà em nhá. Đây mặt hoa của nó đây. Cái dòng này thì hoa của nó rất là thơm và bền, cứ phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại về cái đặc điểm của cái dòng này. Một cây như thế này em bán với giá là 250.000 nhá các bác nhá. Hàng này bây giờ về các bác sang chậu cho em ạ. Đây các bác nhìn này, cái rễ này. Không nhìn thấy cái chậu đâu nữa, rễ nó bám đầy luôn nhá. 250.000 một cây nhá. Hàng này thì hoa nó sẽ nở sau Tết ạ. Đây chiều cao trung bình một cây thì nó cứ xấp xỉ khoảng tầm 30 cm cho em. Những cái cây nào mà nó cây đơn như này này thì là nó tầm khoảng tầm 30 cm nhá. Còn những cái cây nào mà nó có cây con đấy ạ thì nó chỉ cao được khoảng tầm 25 cm thôi. Đây. Hàng siêu đẹp luôn nhá các bác nhá. Đây này mọi người nhìn này, lá nó mướt luôn. Hàng này là em vừa mới gỡ ở trong thùng ra nhá mà lá nó còn được như này. Vận chuyển từ bên Thái về đây nhá, mất cũng phải đường phải tầm khoảng tầm một tuần đấy mà về vẫn còn xanh mướt như thế này này. Đến ngày mai nữa thì nó hồi cây nhìn nó còn đẹp nữa. Các hàng này thì các bác cứ yên tâm đảm bảo 100% cho hoa của hoa cũ này. Mai em sẽ dỡ cái này ra em treo lên tử tế ngay ngắn em quay lại nhá. Còn hôm nay hàng nó mới về thì em chỉ quay nhá hàng thôi. 250.000 một cây. Chín cô tiên. Hoa siêu thơm và bền. Cái hoa này mọi người phải chơi cho em khoảng tầm 30 đến 35 ngày. Nó bền lắm. Hoa của nó cực kỳ thơm nhá. Nó thơm cái mùi đậm luôn ấy ạ, không phải là thơm thoang thoảng đâu. Thơm đậm mùi luôn cho em. Đây mặt hoa đây nhá. Nối tiếp video thì em sẽ lên một số cái giò long tu xuân di linh nhá. Hàng chuẩn hoa Tết của nhà em. Đây, một bảng long tu này thì em đang bán với giá là 200k. Đã trung bình một bảng nó cứ dao động từ 7 ngọn đổ lên nhá. Chiều dài của mỗi ngọn thì xấp xỉ khoảng tầm 10 đến trên 20 cm. Và cái long tu này của nhà em thì nó đã thắt ngọn toàn bộ rồi. Hàng cho hoa chuẩn Tết nhá. Đây là mặt hoa của long tu này. Đó, cái dòng này thì nó tương đối là sai hoa nhá. Hàng của nhà em thì 100% là hàng thuần. Về bây giờ mọi người chỉ việc treo lên như thế này là chơi được rồi nhá. Riêng về cái phần phân bón ấy ạ, thì khoảng tầm 2 tháng mọi người thay cho em cái túi phân này một lần. Nước này, B1 này, mọi người nhớ lưu ý chỉ tưới ở phần gốc. Tưới đâm phần gốc cho em. Phần thân, phần lá mọi người chỉ phun sương sương cho ướt cây thôi nhá. Gọi là để nó rửa đi cái lớp bụi bẩn thôi.
Các bác không cần phải phun nhiều quá, không cần phải phun nhiều nước, tưới đẫm nước ở phần thân phần lá đâu. Nước đọng ở kẽ lá là nó rất dễ bị thối nhá. Đây. Đẹp lắm. Một cái mặt hàng hoa Tết nữa, nó là cái hàng giả hạc Pháp nhá. Đây, đồng giá 200k một chậu. Giả hạc Pháp, hàng hoa chuẩn Tết. Đây mặt hoa của nó này, tím đậm luôn nhá. Dòng này nó rất là sai hoa, hoa thì gần như là phun từ gốc đến ngọn. Cái giả hạc Pháp này của nhà em thì có những thân nó đã thắt ngọn rồi, còn có những thân nó vẫn đang tiếp tục đi ngọn nhá. Ví dụ như thân này này, vẫn đang tiếp tục đi ngọn. Một chậu này thì nó sẽ trung bình được khoảng 2 4 này, 5 6, từ 5 thân đổ lên nhá cả nhà nhá. Cứ từ 5 thân đổ lên, xen kẽ ngắn dài. Hàng cũng đang đến cái thời kỳ chuẩn bị xuống lá, cho nên là lá nó đang bắt đầu xuất hiện cái tình trạng vàng lá một chút nhá. Cái hàng này thì lưu ý với các bác là nhà em giả hạc Pháp này nhà em trồng trong chậu, nên là về các bác có thể sang cái giá thể khác nhá. Sang cái giá thể khác, mọi người ghép lũa cũng được, tách ra ghép lũa cũng được, hoặc là các bác bỏ cái chậu này đi, mọi người sang một cái chậu khác nhá. Đây này, cực kỳ đẹp luôn nhá. Giả hạc Pháp, hàng hoa chuẩn Tết nhá. Đây để mọi người nhìn cho em này. Giả hạc Pháp này của nhà em nó là cái hàng ươm ki nhá, hàng ươm ki, hàng thuần năm thứ 3. Đây các bác có thể thấy những cái mầm gốc nó đang lên này. Mầm gốc nó đang lên tương đối là nhiều nhá. Về mấy nữa cái mầm gốc này nó lên nhiều, các bác có thể tách ra được một giò nữa nhá. Đây là chơi cái dòng Pháp này nó rất là dôi. Trầm trắng mũi hồng nhá cả nhà nhá. Đây này, một bảng trầm trắng mũi hồng như này thì em đang bán với giá là 250.000, chưa bao gồm phí ship nhá. Các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship. Nghĩa là mọi người mua một bảng phí ship cũng là 40.000, mà mua 10 bảng thì ship cũng vẫn đồng giá là 40.000 nhá. Trầm trắng mũi hồng này của nhà em thì nó là 100% thân hoa. Đây là mặt hoa của nó này. Cái dòng này thì hoa của nó cực kỳ thơm và bền nhá. Và trầm nó là một trong những cái loài lan mà dễ chăm, dễ trồng nhất ạ. Trừ khi là các bác tưới nước sôi vào thôi. Còn cái trầm này các bác có vứt lăn lóc ở góc vườn thì nó vẫn lên bình thường cho em nhá. Một bảng này thì nó dao động từ 4 thân đổ lên này, xen kẽ thân ngắn thân dài. Các bác nào mà thích lấy những cái bảng mà thân nó đều đều như thế này này thì một bảng nó chỉ được khoảng tầm 4 thân thôi nhá. Còn em bên cạnh đó thì em có một số những cái bảng ngắn thì nó sẽ nhiều ngọn hơn. Ví dụ như cái bảng này. Đây này. Thì tầm này mầm gốc nó đang lên rất là nhiều. Vì là năm nay nó cũng nhuận một tháng cho mọi người. Bình thường là trầm thì là ra ngoài Tết nó mới có hoa ạ. Qua Tết một tháng nó mới đến mùa hoa trầm. Thế nhưng mà năm nay là nhuận một tháng, cho nên là cái hoa trầm năm nay nó sẽ rơi vào chính xác Tết cho em nhá. Cho nên cái thời điểm này là bắt đầu nó xuất hiện cái tình trạng vàng lá, là xuống lá để cho hoa nhá. Hàng này về thì các bác có thể tách ra, các bác trồng sang giá thể khác cũng được, hoặc là các bác thả cả cái cục này vào trong cái chậu cho em là được nhá. Đây này, đẹp mê ly luôn nhá. Hàng thắt ngọn toàn bộ rồi ạ. Ôi, đây trầm em về số lượng rất là lớn. Mọi người mua sỉ mua lẻ thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo số điện thoại 0981 550 768 giúp em nhá. Phê. Cái dòng này nó là cái dòng nù tam bố, hàng gieo hạt của nhà em nhá. Một chậu như thế này em bán với giá là 180k này, một chậu một thân nhá các bác nhá. Đây, mặt hoa ở đây. Nù tam bố nhá, cái dòng này thì cánh nó như cánh nhựa ấy ạ. Cánh của nó rất là bay nhá, bông rất là sắc nét luôn. Một chậu một thân nhá các bác nhá, một chậu một thân này, có giá là 180k và hàng thì nó đang thắt ngọn rồi ạ. Chiều cao trung bình của nó thì nó cứ dao động khoảng tầm 20cm đổ lên nhá, 20cm đổ lên. 180k cho một chậu nù tam bố. Đây các bác nhìn cho em này. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhá. Bên cạnh đó thì em có những cái chậu hai thân, chậu hai thân thì em bán với giá là 220k nhá các bác nhá. Chậu một thân là 180k, chậu hai thân là 220k. Nù tam bố, hàng gieo hạt nhá. Mọi người để ý kỹ video giúp em ạ. Hàng này nó là cái hàng gieo hạt. Một thân em bán là 180k, hai thân là 220k nhá các bác nhá. Và chiều cao trung bình của nó cứ dao động từ 20cm đổ lên. Hàng thì đã thắt ngọn hết rồi ạ. Tiếp theo lên một cái dòng nữa, nó là cái hàng đùi gà nhá.
Đây đùi gà Sapa của nhà em này. Ôi các bác mua hàng tầm này cực kỳ lợi luôn. Nó siêu khô, siêu lợi cân nhá. Mà tầm này mầm gốc này, các bác nhìn cho em này, mầm lên quá nhiều luôn nhá. Một cân đùi gà như thế này em bán với giá là 250.000 nhá cả nhà nhá. Đây, đùi gà hoa xuân này. Cánh của nó là trắng. Cánh trắng, phớt tím và họng đen, mắt đen nhá. Cánh trắng, phớt tím, mắt đen. Đùi gà này, hoa xuân cho em nhá. 250k cho một cân. Đây này, các bác nhìn cái lá vàng này không phải lá bệnh đâu nhá. Vàng này là vàng nó đang xuống lá này. Đây em zoom kỹ luôn vào thân cho mọi người nhá. Các bác có nhìn rõ không ạ? Ở những cái đốt này của nó này, nó đang gồ lên. Là nó đang sưng mắt nụ nhá. Sưng mắt nụ ạ. 250k này. Rồi ôi, em đảm bảo với mọi người mua cái tầm này nó rất là lợi luôn. Nói không với hàng thối, không bao giờ bị thối nhá. Hàng khô cong luôn. Mà mầm gốc lên siêu nhiều này. Bây giờ cái hàng này về các bác chỉ cần tỉa bớt rễ đi cho em thôi. Tỉa bớt rễ đi cho em nhá. Là mọi người lên luôn được này. Các bác trồng lên chậu luôn được này. Đấy, 250 một cân nhá. Hàng tầm này đang sưng mắt nụ nhá cả nhà nhá. Đùi gà Sapa chuẩn hoa Tết cho em này. Ê ơi, đây này em phải zoom kỹ vào cho mọi người xem này. Các bác nhìn mầm nó gốc nó lên này. Thích chưa? Ôi. Tiếp theo em lên cái dòng sơn thủy tiên hoa Tết nhá. Sơn thủy tiên này của nhà em nó là cái sơn thủy tiên họng vàng nhá các bác nhá. Đây này, củ siêu to luôn này. Ôi dồi ôi, to đúng bằng cái cổ tay đứa bé luôn nhá. Đây này, to bằng 2/3 cổ tay của em nhá. Siêu nhiều thân hoa này. Một chậu như này là có giá là 340 nhá các bác nhá. 340.000 sơn thủy tiên họng vàng. Đây nó là cái mặt hoa nở tại vườn em năm ngoái luôn nhá. Các bác lưu ý giúp em này. Em báo rõ cái này nó là sơn thủy tiên họng vàng nhá cả nhà nhá. Cái dòng này thì nó rất là sai hoa. Hoa cực kỳ thơm và bền bông ạ. Đây các bác nhìn cho em này. Chậu này nó là cái hàng thuần rồi. Bây giờ các bác về các bác sang chậu cho em đây ạ. Sang chậu này về các bác lắc cho em cái mũi kéo đây. Các bác cắt cái chậu cũ này ra nhá. Giữ nguyên cả cái bộ này các bác sang chậu khác cho em. Các bác đừng dỡ nó ra nhá. Đừng đập cái rễ bên trong ra nhá. Đừng đập cái giá thể bên trong rồi này. Nó bung rễ ra là các bác lại thuần lại từ đầu. Rất là mất thời gian nhá. Ôi, nặng dã man luôn này. Cái này nó phải nặng mấy cân đấy nhở? Nặng lắm. Củ nó to này. Lá đẹp nhá. Đây này các bác nhìn này. Đúng thật là chưa bao giờ có cái lô nào mà lá nó đẹp như thế này nhá các bác nhá. Này, lá xanh mướt luôn nhá. Lá xép nhá các bác nhá. Mà cái dòng này nó đẻ con cũng rất là sai nhá. Đẻ con rất là sai nhá các bác nhá. Bây giờ các bác về các bác cứ xem một cái chậu to cho em. Rồi. To đẹp luôn này. Đây này các bác nhìn những cái búp của nó. Đẹp dã man luôn nhá. Đây này, như những cái chậu này thân nó bé nhưng mà nó lại cực kỳ nhiều con nhá. Đẹp chưa? Cái hàng này thì cũng khoảng tầm 2 ngày mọi người tưới nước cho nó một lần nhá. Cũng chỉ tưới ở phần gốc thôi ạ. Mọi người lưu ý nhá, không được tưới đẫm ở phần thân phần lá nhá. Vì như cái những cái dòng này này, nước nó rất dễ đọng ở những cái kẽ lá này nhá. Đó. 340 một giò này. Siêu rẻ luôn ạ. Mà cái dòng này hoa siêu thơm nhá. Hoa thơm lắm ấy ạ, thơm mà bền. Hoa sơn thủy tiên này các bác phải chơi được khoảng tầm 25 đến 30 ngày. Dao động 25 đến 30 ngày nhá. Nó rất là bền bông ạ.